khu vực đồ dùng. Con đi chặt thịt gà mà, cái con này này, còn con này chặt hả? Vậy, nhìn cái dao này, kinh nhỉ? Thớ. Con đi bọc cá phi lê. Cá hùi cái giúp đây đúng không? Vâng em nghe. Dạ. Vâng. Con này đẹp hơn con kia. Con ý đắt hơn anh ạ. Con... bây giờ đấy chị, bây giờ đấy, bây giờ vào đấy. Tao kéo con kia. Con đang ở chợ cây. Nhá. Hai con này tao lấy tao làm. Hai con này 500 em không phải. Tao lấy tiền rồi. À, có nghĩa là bây giờ bọn em kéo cáp vào rồi, nhưng mà để hàn nối thì phải đến mai. Dạ. Nói rồi thì phải nghe nó nào cũng. Vâng, vâng. Rồi đi ông người yêu sao chứ? Chị nhá. Một con 400 để Tết ta dùng. Hai con anh đấy, em lấy anh 600 thì em mới bán được. Không, em không có công. Không còn làm gì. Em nói thật với bác đấy. Mày trông như người Nhật. Bảo anh ấy là bên lên làm gì thế, nó xem nhà lên làm gì. Con ý... nó là con tao để pha thịt gà. Nặng chịch. Nặng lắm. Con dao này này, nếu mà đấy là mày trông cái dê được. Ấn cái này vào thịt gà. Chữ Nhật thì chữ gì đây? Chữ Nhật, dao Nhật đây. Dao phay cũng chưa? Này chặt thịt thì sướng. Nặng, nặng chắc tay. À, ừ đấy phải rõ. Yeah. Chắc tay thật. Không, 600 em mới bán được. Đây là 165 nghìn à? Không. 165 yên à? Đây số số. Em nói anh biết hai con cái con như này, con dao đẳng cấp luôn. Cái gì đẳng cấp? Ờ nói đùa đó mà. Tôi nói anh biết, ví dụ như con dao này tôi không thể nói nó là đẳng cấp được. Nhà đằng nào chẳng có dao. Này kiểu dao mà như dìu. Không có dao này chặt xương, vâng. Chân giòn chứ nó chắc. Chặt bò, chặt lợn, thoải mái. Nói chung là cứ gì xương, nó không sợ mẻ. Vâng. Thép nó làm từ cái gì nó dày thế không? Vâng, nó sắt rồi. Tôi theo cái kiểu của nó. Đây là chữ Nhật à? Chắc Nhật. Đây là dao cổ của Nhật, vâng. Cầm mình thì hay dùng nhíp ô tô nhưng mà nhíp đéo lại bằng mà đúng không? Cầm chắc tay. Đéo kia khoảng 500 đến 700. Đấy. Bao nhiêu? Cái con dao này ạ. Dao này 500 cơ. Đấy. Dày kinh. Vừa đây này mẹ ghi 165 cái này. Nhiều gì tao mua thật. Con này cũng 500, con bắt này này, con này nó ấy. Hai con này với con này đều 500 hết. Người á? Không, con này với con này đây, con này đều 500. Đấy chứ. Kéo gọt. Cái này mấy con kéo này biết bao tiền. Con này chặt thì có vẻ khổ hơn của Nhật à? Không dàn giá nên là dễ xem cái loại này và nhé. Hai con này á? Con này 700, con này 600. Ừ. Nhìn cầm này sướng này. Mới kia 1,2 triệu. Mới tinh trong bao kia. Nhìn cái kéo tỉa lá này sướng nhỉ. Kéo cái tỉa sướng nhỉ. Cái này 500. Đấy. Chơi sắm bộ đồ. Đúng không được anh ơi, em bán cho anh được thì em bán, em nói là gì nhiều nãy rồi. Đây con mỏ gọt này biết bao tiền. Tôi phải đầu tư bác vào qua thì mới lại cái bác luôn. Đấy, cái đôi khi nào. À, con này thì rẻ hơn. Sao bảo đứa cháu nó chuyển về cho vậy chứ mua này đắt quá. Mấy đứa cháu về Nhật cũng đắt quá. Đấy. Kiếm sách về cho. Anh lấy con kia mà dùng nhiều. Con kia dùng hay hơn, con treo ngắn nhiều. Đấy, con đấy mà dùng. Nói chung là nếu mà bây giờ anh chỉ cần anh ngồi trên bàn em đến từ nơi dọn anh ạ.
nhiều phồi, khu vực phồi cỡ lớn này. Để ra đấy, đẹp đấy. Để ra xem là giao Nhật đồ dùng bonsai Nhật rất khách, đắt khách đắt tiền. À, thấy các bác tỉa mấy cây mà giờ không biết đâu. Con này bao nhiêu anh? Con này 80 anh. 80. Dằm kỹ quá rồi nhỉ? Được quá. Năm điền nhỉ? Điền anh. Điền. Mặt kia là mặt trời. Điền mà bệ tốt nhỉ? Quê dằm thì em anh làm được dằm của bộ quê này nó lâu gấp 3 lần so với làm điền. Đúng rồi. Bên quê dằm nó bé hơn, nó lâu hơn. Lâu. Cái này dằm nó dày nhanh. Cao. Chính ra mà chơi đỉnh cao này xanh quê lại là đỉnh cao. Quê những con đắt tiền nhất là xanh quê. Điền chẳng qua là cái lá với cái dăm nó nhìn ban đầu là ok hơn. 80 con này. Con này mà cho vào cái hang dài mà ấy tiểu cảnh hay nhỉ? Cái chiều này nó hẹp hơn một tí. Chung là cho bé hơn cỡ khoảng tầm 15 cm. Lại càng côn bồi. Càng côn cái bệ lại. Bệ nó nhìn côn đây. Đúng rồi. Đang đi sang kia lấy chậu. Này. Làm điền một cái bệ ghê gớm ấy. Càng rút răm dở. 80. Đấy. Răm không bị rối, rất hợp lý. Điền này. Rối. Đây cũng điền. Này rất hay. Này đục đi cái này chỗ này tí. Chơi uống nước bọn em. Hay con này hay quá. Đấy. Lại sáng nó khổ. Tối nó đấu điện nó lại sáng. Không sao thay thử điện à? Hay này. Bảy chục. Em là người đẹp nhất đêm nay. Gì đấy? Lại nhận cháy hả? Quá xin. Em là người đẹp nhất đêm nay. Quê đây. Quê đây. Rồi đó là quả xém cây của tao. Hai thầy cho mày. Này, tối nay về rồi nhá, ông về cây bỏ. Ra bếp ra bên kia vườn. Nói chung là đẹp. Tám chục,
suối. Đây này, con máy cũng kinh khủng, nhỏ nhỏ. Kế. Nhìn cái dòng thích nhỉ. Chưa đến mức già lắm rồi này. Mấy năm nữa con này. Trước để vị trí tưới cái nước nó hơi bị xuống ra. Nước mà tưới đẹp nó màu vàng. Đúng không? Con này da vàng óng. Nước máy tưới. Dầm sóng không bị rối, dầm rất sóng. Rút rút tí nữa là ngon, không phải bấm lại hết nhá. Này thì Tết thì không kịp ra mầm nhỉ. Vâng, kịp. Sau Tết. Đang tính là để chơi sau Tết. Chơi xuân đấy, tầm đầu năm sau Tết à. Cái là lúc ấy mà sẽ nhiều các cái triển lãm. Có cái triển lãm mà đem đi là rú lên là thích mắt lắm. Chứ Tết thì thiếu gì cây để chơi. À. Hay đấy. À, Kiều Hùng. Kiều Hùng nghe chưa? Đây, Kiều Hùng, hoa Kiều Hùng các bạn nhé, nó bị như hoa số hổ nhưng mà nó bị tàn như thế này, nó nở đẹp, nụ nụ đây. Kinh nhỉ? Rút dăm tỉa lá cho cây này vất quá. Đấy, anh đu này. Dùng tay nhá, không dùng kéo được đâu. Cũng dăm xanh mà phải dùng tay. Được cái đem cây đi rảnh rỗi thì ngồi mà rút thôi. Cũng là cách giết thời gian với lại cách để chơi. Đó, khu vực giao Nhật, đồ Nhật kia là hot nhất. Đồ dùng cụ Nhật cũng đắt quá. Có tiền thì đầu tư các bác chơi cái đồ như xưa. Rồi.